2021 thì em cũng đã chuyển sang đánh chỉ một cái chiến đấu, là em phối hợp cái đòn đánh của mình trên đài nó cũng gần như hơn, nó không thuần như Muay Thái, nó không chậm như Muay Thái nữa. Em cảm thấy là đánh trên sân nhà thì cảm thấy là rất là hưng phấn, thoải mái. Em sẽ quay lại trận này trên đài và về nhà em sẽ nghiên cứu đánh đối thủ và khắc phục phải nhất ở trên đài.